mộ nhiều quá. Đây giờ anh chạy xe nâng ra, nó lò mấy khúc bự, cái khúc bự trong đó ra đó cả nhà. Nó khúc ra đó. Xe này nhìn quy lực ghê. Nhất là cái bánh đó nè. Anh Cường đang cột xích. Có người thì kêu là tối đó đó cả nhà. Hát cậu chó là. Không móc, cái móc móc vô được rồi thợ. Kéo rồi, anh móc được mà. Cột vô cái sắt trên kìa. Rồi. Cột trên này nè. Đó, đó. Dưới á, móc trên ta. Móc chỉ cần nó đập, chỉ cần nó đẩy cái thanh thì lên là nó nhào ra rồi. Giống cái pháo quá. Giống đại bác quá. Ồ, cái này nó vẫn có lỗi nha cả nhà. Này nó vẫn có lỗi nè. Con xe. Con xe kìa. Đây lắm tỷ vậy. Còn cây nữa mà. Biết sao? Biết sao? Đang hội còn cây lớn nữa để đường người ta đi cũng ghê lắm. Đây đây. Rồi cái phần góc này thì có thể là anh Cường sẽ hạ dùm cho ba cái toàn nhé các nhà. Anh đây đem dây với máy cưa đấy đó rồi. Hình như anh cưa khúc này, cái làm hai gì đó cả nhà. Kẹp giò tới anh Cường. Xem. Kéo mềm cái
ơi. Ừ. Rồi sợ xuống dưới nào. Nhớ gì? Mắc vô mà tưởng đuổi đi à. Cái nạn là nãy nó dài quá, nếu mà xuống mà hạ gốc á nó cưa, mà nếu mà ngã nó không theo ý á thì sợ cái thằng nạn nó quẹt vào cái đầu cây cột bên đây nè, nên nó cắt bớt một miếng. Đang lấy gỗ mà. Đây là xe gì cũng có, trên xe nâng, xe cuốc, xe ủi gì cũng có. Xe đồng xuống không? Xe gì chơi được hết. Cái này đào thêm được con tắc nè, hay đỡ tắc đó nha cả nhà, để lấy gỗ. Có khi nào đào cái đất ra luôn, cọc hết rồi chưa? Thẳng ra ngoài đó luôn. Xúc ra ngoài luôn. Ra ngoài luôn. Không bỏ qua đây nè. Thường toàn quay cưa cây, nay toàn quay xe cuốc móc đất luôn nha cả nhà. Móc gốc. À đất đất để riêng sào bằng riêng. Dây vô, dây vô. Dây vô, lấm lấm con dây vô, mấy chị hai. Coi chừng không dây điện. Mở con dây bên đây nè anh Cường. Rồi, đã rồi.
cho ông móc cái dục bỏ ngoài luôn đi. Rồi, đau lòng nữa rồi. Chúng rễ cây rồi, chúng rễ cây rồi. Nói chứ chừng nào móc xong cái gốc cưa thì đồng quay tiếp tục nha cả nhà. Này mất thời gian cả nhà quá. Dạ. Rồi xe cốt đào được một bên thôi cả nhà. Bên đây thì đào không được. Cưa bên đây hơi sâu rồi. Bên kia dính đất quá. Đúng rồi.
cái này đó gọi là cái lỗi đó bạn. Cái cây mà mình mé trên á mà bắt đầu nó chết, cái cây đó nó già cây nó cằn á, mấy cái cây mà mé nhiều quá là nó mới có lỗi. Dạ. Cái này như cái này tách rời ra luôn được không? Không, bỏ đi. À, tách rời ra đi. Đưa gì thở thầy gì cứ vô đây đây cát không mà giờ bác sĩ không em ngu không nói gì chứ. Ủa cưa anh phải coi chứ anh dòm chứ. Cái đó còn là lấy mấy nó cưa đi. Thôi của hoài thì giữ cưa. Còn dòm còn thì leo lên cây còn lại. Rồi cái phần cây nhỏ này thì anh Cường sẽ leo lên cưa nha các nhà. Anh bắt ba của Toàn vũ cưa rồi, leo lên cưa. Vô khi được rồi. Để cho ngồi lâu đừng dưới. Để cho đặt xuống đừng cho dưới cái điện.
đá này đâu đây, thợ móc bên kia ra hả? Kiếm cái ngàm để đứng về kéo. Tại nó hơi nghiêng qua bên kia một chút, bên cái miếu. Không không. Đâu có đâu, hồi nó đi ống á, đi ống đặt vô. Đi đâu có đâu, hồi nó mà cắt cái nè cái đi ống. Hồi đó nó đi xéo vậy hiểu không? Bây giờ mà đi vuông đất một tờ nè, nấu thêm dây rồi thôi chứ không. Thôi vô góc đó. Hồi đó đi vuông tờ vuông góc để kéo chà đi hết hả? Nó cắt đường đó mà nó đi xéo. Thì hồi cắt nhà tới giờ á phải chục năm rồi đó, hàng tháng nó cho đã có mắc rồi. Đúng rồi, dẹp cắt đi hết luôn. Quá chở đi, ví dụ chứ sao ơi.
kéo dù trước hả? Kéo cắt bên đây trước hả? Dạ, ăn cái chỗ ngồi lóc bự này. Ừ. Lấy dù kéo trước thì kéo đi. Cắt cái nào trước? Dây nhỏ đang kéo. Cái nhỏ xong cắt cái lớn. Cắt cái nhỏ để có chỗ ngồi cưng cưng không cho bầm. Để cho nó chống cây lớn rồi cắt. Tỏ kéo được không? Bỏ cái dù cho anh leo xuống. Kéo chà trước đi. Ờ. Ừ. Cái chà phải không? Chà. Rồi xong cái chà. Trước đi. Dạ. Để cái xe nâng lên đi dính cái phép ở trong. Còn mẹ rồi.
bỏ vô hết xong. À trẻ hả? Rồi giờ anh Cường sẽ vô hai góc luôn nha cả nhà. Xong rồi đó cả nhà ơi. Nè con nó văng. Quá văng, sao nó không nét được. Cây cắt kè nó bỏ mà. Cắt kè nó bỏ đi. Mấy mốt lên. Nè, trong cái lỗ này nè, nó văng ra nè. Ở dưới đó lên hết mốt 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 cái dài. Dưới cái lỗ trên nè. Còn cái mắt kia này bỏ luôn được anh không? Cái mắt dính không? Bỏ mở còn dính không dính. Mặt dính cả nhà, còn chùi bớt rồi đó. Cái đầu này nó mấy khúc này cắt ngang 1m1. Cái cây này cương đâu cũng được. Nhắm chừng phải không? Mão luôn phải không? Vàng cắn.
rồi xong rồi quý vị ơi. Rồi xong. Đây. Cái này có hai góc thôi nhưng mà nó lên nào cũng muốn lên hai tược hết nha cả nhà. À, với lại này góc nữa là góc thứ ba, góc này nó mọc lẻ nè. À, anh Cường với ba của Toàn cũng đã cưa hoàn thành được cưa được cái cây gõ nước rồi. À, vậy thôi Toàn cũng xin tạm dừng video tại đây. Hẹn quý vị vào những video tiếp theo. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.